Chào mọi người nha, hôm nay mình đi thăm bẫy rối. Đó, đã bắt được một con rối. Nhìn mọi người nhìn trông giống giống con chuột đúng không ạ? Đuôi hơi dài một tí. Con này thì nó là một loại động vật hoang dã, nhưng mà bây giờ mọi người nuôi rất là nhiều. Thì ở trên các bản thì hầu như cũng có nhiều người nuôi rồi. Con này thì thật ra thì mình cũng không thích bắt mấy con này lắm, nhưng mà con này nó rất là có hại, các bạn không biết thôi, chứ các bạn ở trên vùng núi thì các bạn thấy mình mà trồng cái gì được ở trên nương thì con này nó cắn hết, nên là hầu như ở bản thì ai cũng thích bắt con này, vừa là bắt nó để nó khỏi phá cái sắn rồi thì măng của mình ở trên nương. Đấy, các bạn thấy không? Ở trong cái bụi này là một trong những cái bụi chè nứa này, thì cái bụi này là cái bụi chúng nó thích nhất. Con này thích ăn nhất là cái rễ của cái cây chè này này, cây nứa này này, nó đục xuống, nó làm tổ ở trong này, sau đó là nó ăn ở đấy các bạn. Thì mình bẫy con này bằng một cái loại bẫy sập thôi. Đó là cái mình dùng một cái action cam, nó không được tốt lắm nên là nó hơi giật một tí. Con này thì nó một cái loại bẫy sập thôi, sau đó thì mình dùng một cái dây mình cố định nó lại để tránh việc nó công cả bẫy đi ấy. Các bạn thấy không ạ, nó rất khỏe. Con này như một con chuột đấy các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bộ răng của nó. Răng của nó đúng kiểu răng chuột, cái họ cái bộ gặm nhấm kiểu kiểu như vậy. Nó cắn, nó phải ăn, nó cắn cái gì đấy liên tục, nếu không thì răng nó sẽ dài ra. Nên là con này nó cắn rất nhiều. Đến mùa mà bắt đầu có củ sắn ấy, các bạn lên trên đường thấy con này nó rất nhiều. Mà nương nào mà xác định mà bị con này nó ăn thì thôi rồi, xác định là không còn cái củ gì đâu nữa luôn. Rất khỏe các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất khỏe. Cho dù là nó đã bị mắc một cái chân vào một cái bẫy này, nhưng mà nó vẫn rất là khỏe. Nhìn con này cũng đẹp phết. Con này thì nó chỉ nặng tầm khoảng 0,7kg đến khoảng 1,3kg thôi, nó không to được hơn đâu. Con này thì nuôi ở trên bản mình cũng có nuôi rồi, thì nuôi con này cũng đơn giản thôi. Thì thường thì họ xây cho nó một cái nhà, sau đó cho nó ăn các loại rau củ quả, nó đều ăn được hết. Đấy, bây giờ mình sẽ để máy vào đây, mình sẽ gỡ con này. Đấy, một cái bẫy sập này bình thường thôi, mình mua ở ngoài chợ chỉ tầm khoảng 10.000 một cái thôi. Thì cái này quan trọng là cái người đi đặt bẫy thôi. Người đi đặt bẫy phải biết cái lối nào nó hay đi, sau đó thì mình đặt thì mới được. Chứ nếu mà không quen thì giống như kiểu anh em mình đi tán gái, mà anh nào có duyên tán được nhiều cô, còn có anh thì đi cả buổi, có anh đến mãi về sau già rồi có lấy được vợ đâu, đúng không? Nhìn cái đuôi con này đẹp này. Mà mọi người cẩn thận nhé, con này nó cắn kinh lắm. Đấy, thấy chưa? Đây này, mình nghịch cho bạn xem này. Đó, đó. Nó cắn kinh lắm. Không cẩn thận là nó cắn đứt tay đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình ấn vào đầu nó. Rồi. Này. Do không có chỗ nào để đặt cái cam nó gần hơn nên là thôi mình để xa xa một tí. Không biết các bạn nhìn được không, nhưng mà thôi xem tạm vậy các bạn nhé. Hôm nào có thời gian mình sẽ làm một cái đoạn hướng dẫn các bạn cách đặt cái bẫy này. Nếu mà bạn nào ở vùng nào mà có con này nó hay cắn ấy, thì mình nghĩ là có lẽ là mình nên đặt bẫy. Thì mình nghĩ là con này có tuyệt chủng hay không tuyệt chủng thì nó cũng không chẳng quan trọng lắm, vì nó một loài có hại, nhưng mà cũng chẳng sao, vì quan trọng là bây giờ là người ta nuôi nhiều rồi nên là cũng chẳng không thành vấn đề. Đó, mình gỡ xong bẫy rồi, bây giờ mình sẽ để im nó thế này thôi, xong mình mang cả bẫy cả con này về. Cái bẫy này rất là chặt các bạn ạ, chỉ khoảng 10.000, 15.000 một cái thôi, trên bản mình bán thế thôi. Đấy, nhưng mà cắn vào chân thì có đâu mà chạy được. Thôi, thế thôi, hết phim rồi.